Ok, và hello, xin chào tất cả các bạn. Mình chắc gaming Đúng đi. mình hôm nay là xin dẫn cho các bạn cách mà để truyền hình vào cái bàn phím như gì nè. Thấy chưa, các bạn có thấy gái cái hình thông hình mirror. Ok, và đầu tiên các bạn phải tải giùm mình là cái Laban Key này nè. Đây, cái này nè. Cái này nè. Ok, giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tải nhé. Thì các bạn vô cái Google Play, các bạn bấm là Aban K, cái mục ở đầu tiên. Ok, và các bạn thấy cái là Aban K này nè, các bạn tải về và rồi các bạn nó sẽ hiện ra này, các bạn bấm vô Bạn đây. Ở đây thì mình đã đăng nhập rồi, coi video. bạn đăng nhập vô rồi, giờ mình bấm vào chủ đề nè. Đó rồi, thì các bạn muốn để hình gì cứ bấm vô đây, ví dụ mình sẽ để hình Doraemon đi, hay là mình để hình Minecraft đi. Và trên đây, với trên đây nè, cái dòng đầu tiên này nè, bạn thấy cái hình nào mà đẹp á, các bạn tải về. Ví dụ như cái hình này mình thấy đẹp và mình tải về, mình bấm sử dụng là ok. Và bây giờ mình sẽ ví dụ nha, đó các bạn có thấy ở dưới đây là cái hình không? Ở đây thì mình có thể nhấn tiếng Việt TLS được nha các bạn. Okay. Và video này cũng ngắn thôi. Ok, và nếu các bạn thích cái video này đừng quên để lại cho mình một like và một share nhé. Và nhớ nhấn vào đăng ký và nhấn vào cái chuông kế bên để nhận được những báo từ kênh mình nhé. Ok, và bye bye.